Kiếm hello chú. Bánh luôn. Ờ chú kiếm mua rồi. Kiếm mua nè. À, chú ở đâu chú ạ? Ở gần Cao Bà Điểm. Dạ. Ở gần Cao Bà Điểm á. Chào Cao Bà Điểm à. À chú chạy xuống đây chú mua. Mua này nó cũng không có lợi nhiều mà ủng hộ cho mấy đứa cháu nó có tinh thần nó vui. À cảm ơn chú nha. Chú coi video của con hả? À, chú có biết. À con đâu có con đứa nào vô chú đăng ký cho. Dạ đứa nào cũng coi cho con chú nó cũng coi vợ chú cũng coi. Dạ. Hôm qua chạy đi kiếm quá trời. Kiếm mưa thì cũng bệnh luôn á. Ờ hôm qua không có bán chú ơi, hôm qua không. Chú kiếm chỗ cũ á, rồi chỗ cũ thì bị giấy bị đuổi cho nên là phải đi. Mà xuống đây còn nguy hiểm hơn. Cái nhỏ nó buồn quá, nó chịu dương lên con nó ăn đâm rồi. Dạ. Tại nhỏ chú cũng buôn bán gì đó. À. Buôn bán đủ thứ. Lăn lộn như mấy đứa nhỏ này nè. À. Nó xuống cái chú đồng cảm chú lên ủng hộ. Rộng trời thì mình mua không có lời nó nhiều nhưng mà cái tinh thần để cho tụi nó dương lên. Dạ. Mà nha. Con tại vì bây giờ không biết là chỗ này bán được không, chắc là chuyển lại chỗ cũ. Rồi hai Đăng với lại Toàn với lại Ly á suy nghĩ, tại vì nãy có giờ có cô chú nó tới nói nhiều kêu là chỗ này bán không ok nữa rồi. Chỗ này là còn nguy hiểm hơn chỗ kia nữa. Tại vì chỗ này chú bán ha, nó vừa chạy rồi mai chú bán nữa. Nó rồi chạy mai bán nữa, người ta nói chung đi mẹ lề người ta rủi mình thì cũng đúng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tại mình khó khăn quá thì mình mới chịu. Dạ. Khó khăn chứ mình cũng không muốn. Chứ mà có tiền bạc thì ta cũng muốn bán rồi, muốn một bằng ta làm ăn rồi chứ đâu có ai mà bán ngoài đường đâu. À. Nhưng mà tại vì ta đuổi mình thì cũng đúng chứ không có gì sai. Dạ đúng rồi. Mình khó khăn quá mình mới chịu thôi. Dạ. Chú mua một gà. Gà. Nè, mua cái này là khuyến mãi cà nữa nè. À, khuyến mãi cà. Nè. Cà lắm, thích cà nữa, nhà chú nước ngoài gặp ai chú mua cho em. Dạ. Đâu biết nhờ mấy YouTube á. Dạ. Quay lên thấy mấy chạy ra đây mua. À, chú ở Bà Điểm đúng không chú? Dạ. Có mấy đứa YouTube, mấy em YouTube nè, quay lên ở đâu mình thấy là mình chỗ nào cũng ủng hộ hết tết tết thì mình. Lo dạ. Lên là chạy ra mua. Chú cũng coi Đăng nữa chú. Hóc bôi gà tím á. Coi hóc bôi gà tím lắm, thường cái gì cũng coi. Dạ. Bên Đăng cũng có coi. Dạ. Mai về cảnh chạy ra mua món thới nữa. Dạ. Con cảm ơn chú nha. Rồi. Dạ, chú đi từ từ với chú. Đấy mọi người, thì chú từ Bà Điểm đến ủng hộ cho Toàn và Ly. Đó. Thì để mình phỏng vấn Ly một tí. Ly ơi, như chỗ này em tính sao? Chỗ cũ à. À, tại vì chỗ này biết sao không, chỗ này là công ty nhiều em cho nên là khó lắm. Thì chỗ này cũng khó bán mọi người, chắc là phải quay về chỗ cũ thôi chứ mà bán đây thì tại vì nhiều tòa nhà lớn này, công an đồ nó sẽ nghiêm cấm hơn đó. Ok, em vô sao? Dạ, con chú về ạ. Bye bye chú ạ. Chú vô đây nữa là đủ rồi anh. À, đủ rồi hả? Dạ. Ủa Toàn ơi, như vậy là mình phải lại với cũ rồi Toàn. Dạ, em cũng bây giờ cũng không biết sao nữa. Chứ mà trong bán trong chợ đâu có đồ không đâu. Dạ, trong cái đó là trong chợ đó chỉ buổi sáng thôi anh. À. Nhưng mà mình buổi sáng người ta ngồi dít hết rồi, em đi xem thử thôi. Xem thử rồi. 1-2 giờ là chợ bán tanh nữa, không cái đường đó nó vắng lắm. Nên tụi em đâu có vô bán được đâu. À. Với lại bây giờ cái chỗ ngồi đây á, thì công ty quá, mình ngồi cũng lâu dài cũng được. Chắc liều lại xuống ngồi lại được nữa. Còn đi xe hơn nữa thì cũng không có chỗ đâu. Nhưng mà là cái đường đó là nó buôn bán được nữa nên được. Thà là chỗ mà lùm cái chỗ lô dạ, cốt đó bán đi. Lúc đó em để cái bàn cái mâm kè ở trước thôi. Ừ. Còn tụi em ngồi nướng bên trong. Ừ, chắc vậy đi, chứ ấy quá. Dạ. Ở đây còn bắt còn kinh hơn là ở dưới nữa. Ờ. Phường 15 nó cũng đuổi. Phường 13 này á, nó nhìn thấy là tí nữa khoảng ra 2 triệu một xe này. 2 triệu một xe. 2 triệu đấy. Hỏi cái bà bán đi à? 2 triệu, thịt cả là 2 triệu mới được, chết cười luôn. Trời ơi. Chiều nào chú bán thế này. Dạ. Đi bây giờ đó. Em
nên đẩy cái xe này vô, nướng xong đẩy xe vô để cái mâm và cái phát từ thiện thôi, phát miễn phí thôi. Còn xếp cái dù lại, giờ hiện tại xếp cái dù lại đi để cho nó an toàn tí, chứ mà ấy cũng khó thôi, kệ cuộc sống thôi, về chỗ cũ. Cuộc sống mà mình phải linh hoạt tí, tội nghiệp mọi người nha. Thì chỗ bán thì lông bông lông chưa chỗ nào ổn định hết, cứ sợ sệt này cũng kia. Mọi người coi video mọi người cũng thông cảm cho Toàn, tại vì Toàn cũng không muốn phải gặp khó khăn gì đâu cho mọi người xem, nhưng mà thật sự là Toàn cũng muốn kiếm chỗ nào bán, nhưng mà mấy bán trong chợ hay trong hẻm gì cũng khó lắm mọi người đó, cho nên là chắc là Toàn sẽ quay lại chỗ cũ, mong chắc là sẽ ổn hơn, tại vì chỗ cũ không có nhà cửa, chỉ đó là cái lô cốt thôi mọi người, cho nên là cũng nghĩ là không đỡ đỡ thôi, chứ mà bán ở đây còn nguy hiểm hơn nữa thôi. Thì cứ vậy về chỗ cũ, trước mắt thì cứ về chỗ cũ như thế nào, rồi sắp xếp thêm mặt bằng. Nhưng mà mọi người nghĩ đi, bán mặt bằng bán cà này đâu có lời được bao nhiêu mọi người, ngày có lời được 300-400 hay là 500 gì đó cũng đâu được nhiêu, tiền lo sữa con rồi tới ăn uống nhà cửa đâu có đủ chi phí, mà thêm mặt bằng thì đâu mà chịu nổi mọi người, cũng khó khăn. Mong mọi người coi video này, mọi người hiểu và thông cảm cho Toàn và Ly nha mọi người ơi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây phát cà miễn phí nè mọi người. Trời thì cứ buổi chiều mọi người ở đây á, thường buổi chiều nó sẽ mưa, mọi người thấy giông bão không mọi người, khó khăn lắm, không có mặt bằng bán, buổi chiều lại gặp mưa thì có cuộc sống không được may mắn cho lắm mọi người ơi. Mong là Toàn sẽ bán lại chỗ cũ nó ok ổn hơn. Em xếp gọn này đi để cho nó ok. Nếu thôi chắc là để mâm vô, không có thì một xíu nữa mình đi phát cũng được em, chứ mà bán vậy sợ lắm, mất công mà làm không bao nhiêu mà bị phạt 2 triệu, tự nhiên không mong mới vào tới 2 triệu mới bán lại á, trời ơi khó khăn quá, đi bán mà không tới được. Mọi người cũng đừng nói mấy anh thì vì đúng rồi, cái này là mấy anh làm đúng chứ không làm sai, cái này là công việc mình làm, mình lăn chiếm lề đường mình làm mình sai, cho nên là mọi người đừng cứ comment tiêu cực ở bên dưới nha mọi người, để Toàn có thể vui vẻ, có thể kiếm được cái mặt bằng để bán. Mong là Toàn sẽ sớm có mặt bằng bán mới và có nhiều khách ổn định. Tại vì cà này á, ăn 1-2 bữa chứ đâu khỏi không có ăn hoài, cho nên là cũng sợ lắm mọi người. Thuê mặt bằng chi phí cao rồi không biết là có me hôm nay thì bán được, ngày mai thì bán ra sao, lo lắng lắm mọi người. Đấy, TV thì chỉ giúp được một phần nào đó thôi, và mọi anh chị cũng giúp được một phần nào thôi chứ không được giúp lâu dài, cho nên là Toàn phải cứ lại Ly cũng cố gắng bán rồi lo gia đình. Mong kéo vô nha. Kéo vô đi em. Em dọn gọn thôi. Em nướng để cho Ly dọn gọn thôi, còn các bạn để lên cà thôi, em dọn gọn lên thôi. Cứ để xe không sao đâu, xe mình kéo tép cho tí, mình tép đi thôi, còn để bản sát ở đây rồi cà thì mình nướng xong mình tranh thủ mình để lên luôn, mình để thì mình tép gọn vô trong này, tép gọn vô hết để nhìn nó sạch sẽ đó, để anh dọn ghế cho em, chứ mà thế này là không được rồi, mình bừa bộn quá cũng không được, cho nên mình phải làm gọn tí nha mọi người đó. Cứ bày lên đây em, rồi phát miễn cái miễn phí thôi, không phát hết thì mình đi đi xe để phát thôi. Tội nghiệp với mọi người đó, thì Toàn sẽ dọn ra như này và tém gọn mọi thứ lại, ghế xe rồi tất cả mọi thứ dọn gọn lại. Bây giờ sẽ phụ Toàn để tém lại cho nó gọn, rồi tính cách chắc ngày mai sẽ bán lại chỗ cũ á mọi người ơi, chứ không có thể bán nơi này được nữa đó. Thì BB sẽ cập nhật cho mọi người tin tức mới tiếp theo. Mọi người BB sẽ kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy video mình hay, mọi người hãy like, đăng ký kênh để mình được làm nhiều video hay tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye bye.